Sự kiện Nobel danh giá đã diễn ra ở Học viện Nobel Na Uy tại thủ đô Oslo với hạng mục hòa bình. Giải thưởng đã thuộc về chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân vì những nỗ lực thu hút sự chú ý đến những hậu quả thảm khốc của vũ khí nguyên tử, cũng như là những sự tích cực trong việc thiết lập lệnh cấm những vũ khí này. Giải Nobel về hòa bình đã thuộc về nhóm quốc tế ICAN. Chiến dịch này được khởi động vào năm 2007 và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân vào tháng 7 vừa qua. Hiện đã có 53 nước ký tên cam kết hiệp ước này. Tuy chưa thực sự kiểm soát được hoàn toàn tất cả các vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, nhưng Hiệp hội trao giải Nobel Na Uy muốn công nhận những nỗ lực mà chiến dịch này đã bỏ ra. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh nguyện ước chính của Alfred Nobel khi ông liệt ra các tiêu chí cho giải thưởng này. Tổ chức ICAN phù hợp với tiêu chí đẩy mạnh việc giảm trừ vũ khí, qua đó giúp cho những người ghét chiến tranh từ nhiều quốc gia cùng chung tay nói không với vũ khí hạt nhân.